ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đây là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Trải qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đã lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20. Chọn cuộc đời, người đã cống hiến cho dân, cho nước, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đặc biệt, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Trong di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm lại cho toàn Đảng, toàn dân ta trách nhiệm bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Thực hiện lời di huấn của Người, những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Thông qua các phong trào hoạt động cách mạng, đã có hàng vạn thanh niên thủ đô được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 90 đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2020. Đây là dịp để Ban Thường vụ Thành đoàn tôn vinh những đảng viên trong độ tuổi thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, hàng vạn thanh niên thủ đô tiếp tục khẳng định bản lĩnh, lòng nhiệt huyết, khát vọng được cống hiến, xứng đáng trở thành lực lượng hùng hậu của Đảng, đội quân xung kích của cách mạng Việt Nam. Với sức trẻ và nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đảng viên trẻ được tuyên dương năm 2020 là những tấm gương điển hình tại các địa phương, đơn vị đại diện trên các lĩnh vực đoàn, hội, đội, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất kinh doanh, bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các đồng chí đảng viên trẻ thủ đô thật sự là những tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là một bác sĩ trẻ, với sức trẻ của chúng tôi thì chúng tôi đã tiên phong trong các cái công việc khám chữa bệnh cũng như là nghiên cứu khoa học. Chúng tôi là những người luôn tình nguyện đi đầu trong cái công tác khám chữa bệnh hoặc là thực hiện học tập để nâng cao chuyên môn, thực hiện những cái kỹ thuật cao, những cái kỹ thuật mới mà đòi hỏi phải có sự tìm tòi, nghiên cứu cũng như là dám dấn thân để thực hiện. Bên cạnh những cái công việc trong chuyên môn của trong bệnh viện thì chúng tôi đã rất là tích cực tham gia những cái hoạt động, những hưởng ứng, nhất là trong cái bối cảnh dịch bệnh Covid diễn ra trong thời gian gần đây, thì chúng tôi đã cùng với các cấp bộ đoàn, đơn vị cũng như là các chính quyền địa phương tham gia tẩy trùng, khám và sàng lọc bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn, đã được nhân dân và chính quyền đánh giá rất là cao. Là một người trẻ và đặc biệt là những đảng viên trẻ thì chúng ta càng cần phải nỗ lực hơn nữa trong cái việc là thực hiện tốt những cái nhiệm vụ của cá nhân mình, và sau đó là hỗ trợ giúp đỡ những người đảng viên khác cũng như là những người trẻ khác và những thanh niên ưu tú, những đoàn viên ưu tú mà có nguyện vọng cũng như là có những cái năng lực và có quyết tâm để phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Và chúng tôi luôn luôn đặt ra một cái nhiệm vụ rằng là bên cạnh cái việc là chúng tôi hỗ trợ sinh viên những công tác liên quan đến giáo dục thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ sinh viên những công tác liên quan đến rèn luyện, để làm sao cho các em sau 4 năm học thì các em sẽ có một cái hành trang, đặc biệt là về phẩm chất đạo đức cũng như là năng lực cũng như là những cái kỹ năng khác, để các em có thể là phần lớn sinh viên của trường tôi, Đại học Sư phạm Hà Nội, sau này khi mà ra trường sẽ đứng trên bục giảng. Vì thế nên các em cũng cần phải chuẩn bị tất cả những cái chuẩn đầu ra để có thể trở thành một người giáo viên tương lai. Là một đảng viên trẻ của thủ đô cũng như là một cán bộ đoàn tại địa phương thì hưởng ứng phong trào tuổi trẻ thủ đô học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do thành đoàn phát động, thì cá nhân tôi cũng như là tuổi trẻ quận Tây Hồ trong thời gian vừa qua cũng luôn luôn khắc ghi lời dạy của Bác: đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Chúng tôi tích cực xung kích tình nguyện cũng như phát huy vai trò sự sáng tạo của thanh niên để tham gia các hoạt động phong trào tình nguyện tại địa phương một cách có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Có thể kể đến trong thời gian vừa qua đó là các phong trào về hiến máu tình nguyện,
cũng như phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Năm 2020, Thành đoàn Hà Nội nhận được 120 hồ sơ đăng ký xét chọn danh hiệu đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu làm theo lời Bác từ 110 cơ sở đoàn trực thuộc. Hội đồng thi đua khen thưởng thành đoàn đã quyết định trao tặng danh hiệu đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2020 cho 90 đảng viên trẻ có thành tích xuất sắc tiêu biểu. 90 đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2020 là những gương đảng viên trẻ tuổi trong độ tuổi thanh niên có nhiều nỗ lực, cố gắng, đóng góp cho cộng đồng và tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giải thưởng cao quý này là sự động viên, ghi nhận của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cho những đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2020. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng sau hoạt động tuyên dương ngày hôm nay, mỗi một đảng viên trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng của mình, phát huy những ưu điểm của mình, luôn nỗ lực, cố gắng, học hỏi không ngừng để tiến bộ và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng để cống hiến nhiều hơn nữa cho thủ đô và cho đất nước, để luôn xứng đáng là lớp tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh, xứng đáng là lớp đảng viên trẻ của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng. Hà Nội là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Cũng từ những phong trào hành động ấy đã trở thành nơi học tập, rèn luyện, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên thủ đô được cống hiến và trưởng thành. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với niềm phấn khởi, tự hào, 90 đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2020 hứa sẽ luôn phấn đấu sức trẻ, phát huy tinh thần nhiệt huyết để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục kiên trì học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu hết mình trở thành lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.